quan hệ vào ngày kinh nguyệt thì có sao hay không? Có thai được hay không? Vậy thì thực hư nó ra sao? Và dưới góc nhìn của y học hiện đại thì nó như thế nào? Hãy theo dõi hết cái video này để biết thêm về câu trả lời bạn nhé. Không giống như hầu hết chúng ta thường nghĩ thì cái việc mà chúng ta quan hệ vào kỳ kinh nguyệt nó mang đến một số các cái lợi ích, một số các lợi ích bất ngờ. Thứ nhất này là khi mà chúng ta quan hệ thì hầu hết phụ nữ chúng ta sẽ có xu hướng gì? Tăng ham muốn tình dục hơn và có nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn ngay trước hoặc là trong cái thời kỳ hành kinh. Và nguyên nhân có thể là do phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt để chúng ta có thể có một cái câu trả lời, một cái quyết định phù hợp nhất. Không giống như hầu hết chúng ta thường nghĩ thì cái việc mà chúng ta quan hệ vào kỳ kinh nguyệt nó mang đến một số các cái lợi ích, một số các lợi ích bất ngờ. Thứ nhất này là khi mà chúng ta quan hệ thì hầu hết phụ nữ chúng ta sẽ có xu hướng gì? Tăng ham muốn tình dục hơn và có nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn ngay trước hoặc là trong cái thời kỳ hành kinh. Và nguyên nhân có thể là do các cái hormone sinh dục nó tăng cao và cái cảm giác ẩm ướt nó làm tăng cái ham muốn tình dục. Đây là một điều mà rất ít người khi mà chúng ta để ý. Và theo các cái nghiên cứu y học thì các cái cặp đôi chúng ta vẫn có thể quan hệ tình dục vào ngày đèn đỏ như bình thường. Và hơn thế nữa, nó sẽ còn đem lại một số các cái lợi ích cho sức khỏe cả hai, như là việc mà chúng ta sẽ cải thiện được những cái cơn đau bụng kinh ở người phụ nữ, giải tỏa được những cái áp lực, những cái căng thẳng, và đặc biệt là gì, giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta dễ lên đỉnh hơn khi mà chúng ta đến thời kỳ hành kinh. Nhưng khi mà chúng ta quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt thì nữ giới cũng phải đối mặt, rất nhiều chị em phải đối mặt với gì, những cái rủi ro về mặt sức khỏe, như là chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ mà bị viêm nhiễm. Nguy cơ viêm nhiễm sẽ tăng lên rất cao khi mà chúng ta quan hệ vào thời kỳ kinh nguyệt, và nó gia tăng các cái nguy cơ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là một cái vấn đề, một thời kỳ rất là nhạy cảm. Còn về cái vấn đề quan hệ vào chu kỳ kinh nguyệt thì có thai được hay không, thì rất nhiều chị em cho rằng cái việc mà chúng ta quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt vào cái thời điểm này là an toàn, không thể mang thai được. Song thực tế thì có một cái tỷ lệ rất nhỏ thôi nha, một cái tỷ lệ rất nhỏ, đó là gì, những cái trường hợp mà chu kỳ trồng chu kỳ, nghĩa là gì, cái ngày hành kinh của chu kỳ này nó trùng với cái ngày rụng trứng của chu kỳ kia, khi đó thì khả năng mà tinh trùng bơi vào bên trong gặp trứng và thụ thai thì nó vẫn có tỷ lệ thành công. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này rất là nhỏ và rất là hiếm gặp. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra như này, chúng ta có nên quan hệ tình dục khi mà chúng ta đến tháng hay không? Thực tế thì cái việc mà quyết định này nó còn phụ thuộc vào cái lựa chọn, cái sự thoải mái của chúng ta, bản thân chúng ta. Và bạn có thể quan hệ an toàn, ngăn ngừa viêm nhiễm nếu mà chúng ta vệ sinh vùng kín tốt và chúng ta thực hiện các cái tư thế một cách nhẹ nhàng, phù hợp nhất. Tuy nhiên thì tôi có khuyến cáo cho các bạn như này, một cái khuyến cáo nha, là các bạn không nên quan hệ vào những ngày có kinh, vì cái mặt hại của nó nhiều hơn mặt lợi rất là nhiều. Không nên quan hệ, đây là khuyến cáo của tôi nhé. Và nếu các bạn vẫn muốn quan hệ thì nên chú ý các cái vấn đề sau để chúng ta đảm bảo một cách gì, an toàn, và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy có cái sự chuẩn bị này. Thứ nhất là các bạn hãy tránh quan hệ vào ngày đầu của chu kỳ kinh, ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nhé. Ngày đầu của chu kỳ kinh là cái thời điểm gì, khi mà cơ thể của chị em rất là nhạy cảm, máu kinh rất là nhiều và tử cung nó liên tục co bóp để nó đẩy máu kinh ra bên ngoài. Vì vậy nên trong cái ngày đầu thì chị em rất là khó chịu, rất là đau bụng và cảm giác rất là khó chịu. Và cái số 2 mà các bạn cần lưu ý là chúng ta hãy vệ sinh âm đạo đúng cách các bạn nhé. Vệ sinh âm đạo đúng cách, khi mà chúng ta làm đúng cách thì chúng ta cần lưu ý khi mà đến chu kỳ kinh ấy, thì nhất là khi mà cả hai chúng ta quan hệ tình dục thì chúng ta phải vệ sinh, và bạn nên dùng các loại dung dịch vệ sinh vùng kín. Và nếu mà có bất cứ một cái thắc mắc gì hoặc là ý kiến của bạn ra sao về cái vấn đề này, bạn đã từng quan hệ tình dục vào ngày chu kỳ kinh ngày xưa, cảm giác của bạn như thế nào, thì hãy comment cái tình trạng và cái ý kiến của bạn ở bên dưới để chúng tôi có thể biết, để lắng nghe cái tình trạng của bạn. Và nếu mà các bạn gặp bất cứ các cái vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, các vấn đề về sinh lý như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hoặc là suy giảm ham muốn ở cả nam và nữ, các cái vấn đề khô hạn ở chị em phụ nữ, thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ để tôi có tư vấn các bạn những cái phác đồ phù hợp nhất, chuẩn khoa học nhất để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.